Chào mọi người nhé. Chuyện Giang Sơn Mỹ Sắc, tác giả là Mạc Vũ, MC Trần Khanh. Chương 1. Sườn núi. Hòe Mập là một mã phỉ, hiện đang lười biếng ngồi dựa vào sườn núi, xoa xoa cái cổ, nhìn về phía chân núi trong lòng có chút khẩn trương. Hắn thật không ngờ mình lại có ngày trở thành kẻ cướp. Hắn ôm cái đầu thạch cơ, nháy máy bắn đá mà vút về, nhẹ nhàng như vuốt ve thân thể nữ nhân. Vừa nhìn thiếu đường già phía trước không xa, tựa nhìn mối tình đầu của mình vậy. Thiếu đường già có tài, khá là có tài. Hòe Mập nghĩ tới đời cũng đã chấn định, phảng phất như lần này không phải là đi đánh cướp mà là đi đầu vậy. Thiếu đường già sau khi bệnh nặng một hồi thì như biến thành của người khác, trong sơn trại xếp thành mấy ngày đã phát minh ra đầu thạch cơ này, thích hợp cho việc phục kích ăn cướp. Đám sơn tặc đều nói hiện tại dê béo chạy còn muốn nhanh hơn. Đám dân tạc đều nói hiện tại dê béo còn nhanh hơn gọ gầy, đuối rất mệt. Thiếu đường già lại phá vỡ truyền thống cũ của mã tặc là chuyển sang hành động đánh cướp, chọn địa thế, không nghiên cứu nữ nhân nữa mà bắt đầu tiến hành nghiên cứu binh pháp. Hiện tại đánh cướp đúng là phải cần tới dụng binh, đó chính là chia làm hai đường, tập kích bất ngờ và đánh bọc sườn. Hòe Mập trong lòng kích động, tình cảnh bộc lộ làm cho lời nói từ lúc cùng thiếu đường ra đi đánh cướp quả nhiên là đánh đầu chúng nó chưa từng thất thủ. Hòe Mập nghe nói lần này khủng long nhiều hay gái đẹp nhiều, mặc Mạc Phong nuốt nước miếng bộ dáng như dập tạc vậy. Bất luận là khủng long hay là gái đẹp, phân cho người một cô là được chứ gì. Hòe Mập mầm tỏ ra rất hào phóng. Khủng long là cái cách gọi do thiếu đường già phân mình ra, cái chỉ những cô gái xấu xí như là đồng thị vậy. Tuy không biết cái gì là khủng long, nhưng thiếu gia đường già thông minh, khi giải thích hỏi bọn hắn đã thấy còn nhím chưa, làm cho cả đám nám đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, đều khâm phục. Thiếu đường già quả nhiên có tài, chỉ tưởng tượng như thiên mã hành không, làm cho ngay cả mưu sĩ trong sơn trại là nhị đường già cũng cảm thấy mặc cảm. Hòe Mập mạp biết mình ít học, nhưng thiếu gia hình như cũng chưa bao giờ đọc sách thì phải, hắn làm sao có thể nói ra nhiều câu văn tuyệt diệu như vậy. Chẳng hạn như trước giường ánh trăng sáng, trên tất hải một đôi, hôm qua vừa quán chén tỉnh lại muốn buồn nôn. Thiếu đường ra làm thơ rất trần trụi, có vẻ là ép vận ra vần, nhưng có thể nói ra được sự sâu khổ thê lương của những người trên sơn trại này. Nhị đường già thấy thiếu gia hồng thì đối tác ngay lập tức xem như là người trời. Nói thiếu đường già có tài làm trạng nguyên nam sơn tặc thực sự là đáng tiếc. Cái nhìn sùng bái rơi vào trên mặt của thiếu đường già. Hòe Mập lại cảm thấy người như thiếu đường già ở đây quả thật là đáng tiếc. Ta không cảm thấy thiếu đường già làm thổ phỉ là nan ba uông nằm bảo ăn, nhưng thực ra là đẹp trai như thế mà còn làm thổ phỉ thì tuyệt đối là nan ba uông trong đám thổ phỉ. Mà nan ba uông cũng là do thiếu gia phát minh ra, nói từ đó là đệ nhất. Tuy không rõ nan bá là người nào, sao lại uông uông giống như tiếng chó sủa như vậy, nhưng thiếu đường gia nói những gì họ đều ghi tạc vào trong lòng. Hòe Mập cũng hy vọng bản thân cũng có ngày trở thành nam bá như thiếu đường gia gọi, cứ uông uông mà náo động một phen. Tiêu Bố Y ánh mắt nhìn xuống dưới chân núi, nặng nặng chờ dây béo tới nhà. Dây béo là chuyên dụng của tổ phỉ,
chỉ những thường khách. Gương mặt hắn góc cạnh, mũi cao, hai hàng lông mày rậm tông để xóa bề nọn. Cho dù là như vậy thì khi nhìn vào khuôn mặt của hắn cũng có một phách lực khiến người ta trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hắn từng nghĩ tới nghề nghiệp của mình, nhưng hắn từ trước tới giờ bản thân lại chưa từng liên quan gì đến thổ phỉ. Đây thực sự là một nghề nghiệp không có tiền đồ, nhưng nếu nó làm thì phải làm cho tốt. 360 ngày, ngành nghề nào cũng có trạng nguyên mà. Hắn tin tưởng vào nguyên tắc này, nếu không nên làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tốt. Dĩ nhiên là làm tốt, Hòe Mập cũng đã học, cũng biến thành cái gì đó như là đàn bá, đại khái rất là khó. Hắn cũng không muốn giải thích, hắn không giải thích Hòe Mập còn biết. Hắn mà giải thích Hòe Mập chỉ tổ cả ngộ đồ mà thôi. Tiểu Bố Y dĩ nhiên không phải là Tiểu Bố Y. Hắn gần như suýt quên mất cái tên của mình. Tên của hắn cũng phải mấy ngàn năm sau mới xuất hiện. Hắn vốn là một giáo viên dạy ngựa. Ngựa là một nghề nghiệp rất là cao quý. Hắn thi đấu về ngựa, có thể nói hắn kiếm được rất nhiều tiền. Hắn mê ngựa đến nỗi so với tình nhân còn mê hơn. Hắn hiểu rõ tính tình thân thể của ngựa, có thể nói là còn hơn cả hiểu về tính tình thân thể của nữ nhân. Cho nên hắn ở bên cạnh chiến mã đều là tràn ngập sự yêu thích. Đối với hắn, tự chân thành, ngựa chân thành như người yêu vậy.